gặp lại nha, từ đợt đi Đà Lạt đến giờ nè. Mà hôm nay em đi hẹn em Ma ra đây làm gì vậy? Đó, ô. Cái này á, là bí kíp đi chơi nữa đúng không? Để tôi xem nào, chắc chắn là một cuốn bí kíp dày cộm. Ủa cái này là cái dù mà. À, vậy là chắc chắn tí nữa em Ma sẽ được đi đến một chỗ nào phải dùng đến dù, là chắc chắn là chỗ đó phải có nắng nè, có biển nè, có hải sản nè. Oh yes, chị là đi biển được mọi người ơi. Vậy thì đi trong nước hay ngoài nước em? Đi trong nước thì Vietjet có những chuyến bay đi ra các vùng biển, ví dụ như là Vân Đồn, Nha Trang hoặc là Phú Quốc. Đi Nha Trang đúng không? Oh yes, hay quá. Vậy thì lần này chắc là em Ma sẽ không đi một mình đâu ha, chắc là sẽ có một anh bạn đẹp trai nào đó đi cùng với em Ma đúng không? Ôi đừng là anh Tú đó nha, cho anh nào đẹp trai khác hơn, trẻ hơn, ngon lành cành đào hơn được không? Vô đây check in vé đúng không? Dễ thương quá à. Thôi bây giờ em Ma vào check in vé nha, bye bye. Em không biết đi ai mà giờ em thấy tối Vietjet là em biết đi với Amy rồi đó. Vậy thì bây giờ chị hỏi em nè, em đã sẵn sàng để trải nghiệm những thử thách của Amy chưa? Ban đầu thì em hơi hồi hộp á, nhưng mà bây giờ đi với chị chắc là sẽ vui lắm đúng không? Yeah. Chị đố em mình đang ở đâu? Chị đố gì vậy? Đang Nha Trang. No, ý chị là địa điểm ở Nha Trang. Em đoán được không? Tháp Trầm Hương. Quá đơn giản rồi chị. Đây là biểu tượng của Nha Trang. Đúng, và trước mặt mình quảng trường 2 tháng 4. Đó, em quên mất. Quảng trường 2 tháng 4 chính là nơi tụ tập rất là hot của các bạn trẻ tuổi teen ở Nha Trang. Hiện tại em thấy đông quá trời luôn. Và điều đặc biệt hơn nữa đó chính là đối diện tháp Trầm Hương và quảng trường 2 tháng 4 này đó chính là chợ đêm. Đúng rồi, có thể là thiếu đồ ăn ngon rồi. Quà lưu niệm này, quần áo. Vậy mình có thể mua cái gì không? Đâu chứ. Ê, chị có tiền không? Chị có. Đâu? Chị gửi em túi em. Vậy là của em nè, chị đâu có đâu. Không. Dạ em sao? Dạ em ok. Không? Dạ em hiểu. Dạ đi nha. Đi nha. Vô nha. Vô. Vô. Chứ tính đi bộ ở Nha Trang vậy hả? Chị có plan gì cho hôm nay không vậy? Ủa? Vậy là hôm qua giờ em chưa đọc bí kíp của Amy hả? Bí kíp gì? À, chắc chắn là chưa đọc rồi. Thôi đi qua đây chị cho đọc bí kíp Amy nè, biết đi đâu nè. Trời ơi. Đây, chính là cuốn bí kíp Amy. Thì trước khi mà chị đi á, thì chị đã tìm hiểu sơ qua cuốn bí kíp Amy này rồi. Thì á, chị nghĩ là lần này bọn mình sẽ được Amy dẫn đến hai địa điểm du lịch, đó chính là hai nơi luôn. Đúng rồi, hai nơi. Tao chỉ thấy bất ngờ. Em tưởng là chỉ đi một nơi thôi. No way. Rồi mình đi đâu vậy? Đầu tiên á là mình sẽ đi đến, cái này là cái gì? Đảo Điệp Sơn. Wow, đẹp vậy. Ừ, đẹp không?
cái đường này mà đi là bao sống não luôn em. Lãng mạn luôn á chị. Với cả địa điểm thứ hai đó chính là khu du lịch Ba Hồ. Wow. Ủa vậy trong một ngày hôm nay mình đi cả hai nơi? Không. Tại vì á mình muốn đi đến đảo Điệp Sơn và Ba Hồ thì việc đầu tiên á mình phải đi đến một cái cảng, thì mình sẽ bắt xe đi từ trung tâm thành phố Nha Trang cho đến cái cảng đó thì quãng đường đi phải tốn tầm 1 tiếng á. Đi về là cũng xác suất là coi như tính dư là 2 tiếng rưỡi đi. Vậy tính ra mình chỉ đi được một nơi trong ngày hôm nay thôi. Ừ, thì chị nghĩ là hôm nay mình sẽ tập trung, mình nên dồn vào cái ngày đầu tiên đi đến mấy cái nơi xa xa trước, còn mấy cái nơi gần gần thì mình sẽ để dành cho những ngày cuối. Đi okay. Du lịch mà mình phải enjoy tất cả mọi thứ, không được gấp gáp như vậy, em hiểu chưa? Vậy là hôm nay em sẽ phó thác cho chị cái chuyến đi Nha Trang này luôn á. Ok, let's go. Yeah. Might be the one that truly got me. I feel it too. Woo! Chào mừng em đến với đảo Điệp Sơn. Wow, đây là lần đầu tiên em tới đây luôn á. Chị đến đây một lần rồi, cho nên hôm nay hả chị sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em. Awesome. Thì bây giờ em thấy không? Tại vì đảo này á chưa được khai thác du lịch nhiều quá, cho nên em có thể thấy được những cái rất là đơn sơ tự nhiên ở đây. Cho nên chị nghĩ đối với những ai mà thích cái nét đẹp kiểu tự nhiên, yên bình đúng, thì chị sẽ rất là thích chỗ này. Thấy yên bình thật sự. Mình đi có bãi cát đẹp chưa kìa. Tí nữa ra kìa chụp ảnh sống ảo đi. Chụp hình ban luôn. Đẹp quá. Em sẵn sàng để trải nghiệm đảo Điệp Sơn chưa? Sẵn sàng. Đi, let's go. Yeah. Yes. Là có cái gì á? Dừng. Ủa? Sao là đôi dép? Mày chắc là ai đi câu cá hoặc là ai đi tắm biển cái kiểu này nọ xong rồi vô tình để quên cái dép ở dưới biển nè. Mà mình lại câu chú nữa chứ. Ê ôi, chị đó bụng quá, chị muốn ăn cá thì đâu muốn ăn dép đâu. Xui quá. Quy chắc là mình cũng đi cất đôi dép rồi đi, xong bước vào sọt rác đi. Chắc là ai đó người ta vô tình người ta mang xuống, hoặc là người ta đi tắm biển, hoặc người ta làm rơi đôi dép ở đây á. Ừ, chắc người ta cũng vô tình thôi. Hy vọng là người ta vô tình thôi. Ok, hôm nay Roy, Emma và Ami sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao đi du lịch có những cái clip cực kỳ ấn tượng. Sẵn sàng chưa? Yes! 1, 2, 3. Kìa. Rác. Có rác quá trời vậy. Rất nhiều luôn á. Ở ngoài kia có chai nước tương ớt, chắc còn ai mang cái đó ăn bắp xào hay bánh tráng nướng hay sao. Trời đất ơi. Em ơi, bảo sao hồi nãy á, tụi mình câu được chiếc dép, em thấy không? Đúng vậy. Cảm giác như là lời cảnh tỉnh vậy á. Mà trong cái bí kíp Ami á, là lúc mà đưa cho mình coi cái đảo này á, nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà sau khi em thấy cảnh tượng này thì em hơi thất vọng một chút xíu. Bây giờ sao trời? Ê, chị vừa mới nghĩ ra một ý tưởng khá là táo bạo và điên cuồng. Em có muốn nghe cái ý tưởng đó của chị không? Em hơi nghi ngờ cái ý tưởng của chị đó. Cái gì vậy? Chị muốn tụi mình dọn dẹp rác ở đây cho sạch. Tụi mình đó hả? Ừ. Là em với chị đó hả? Ừ. Chị nghĩ mình có khả năng dọn hết cái rác ở trên cái đảo này không? Thì bây giờ dọn được bao nhiêu thì tốt hơn bao nhiêu. Cái chính là chị muốn góp phần một phần nhỏ bé của tụi mình thôi cho cái đảo này xinh đẹp trở lại. Với lại chị muốn truyền cảm hứng cho cái việc thông điệp du lịch của tụi mình á. Em hiểu không? Ok, em sẵn sàng. Đi. Let's go. Đi. Oh,
nãy giờ cũng được hai bao rác đầy. Mặc dù nhìn nhiều rác vậy thôi chứ ngoài kia vẫn còn nhiều rác lắm luôn á. Tất nhiên rồi, làm sao với sức lực của hai đứa mình có thể dọn được cả cái bãi biển như vậy. Nhưng mà chị cũng mong á là với công sức ít ỏi của tụi mình, và sau khi cái video clip trải nghiệm du lịch của tụi mình được đăng lên á, thì có thể truyền được cảm hứng cho mọi người là du lịch văn minh và bảo vệ môi trường, giữ được cái vẻ đẹp của thiên nhiên như thế này. Ừ. Và đúng với thông điệp bảo vệ hành tinh xanh, bay nhanh cùng Vietjet. Yes.